Thấy rời khỏi nhà hàng, Lý Thiên Hữu mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cậu đột nhiên thả lỏng. Có tiếng phanh gấp, có người đã dùng rào chắn chặn đường. Mạng cậu thật là lớn, cả đám tay sai của tôi đều không thể giết chết cậu. Nhưng tôi đã nhận tiền của họ, nên cậu hãy ra khỏi xe chịu chết đi. Bục Thành nhảy xuống trầm giọng nói. Hà tiên sinh, tôi chặn hắn. Cậu đưa Lý tổng đi trước. Anh bị thương nặng hơn tôi, không phải đối thủ của hắn. Hãy để tôi giải quyết. Khi tôi hạ hắn, tôi sẽ biết hắn thực sự là ai. Tôi tự tin nói. Tiên sinh, tôi đã hứa với thầy cho dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Bộc Thành lập tức lo lắng. Tác giả nhìn khinh bỉ. Cậu ở lại làm sao tôi tán gái? Không biết tiểu hoa hồng sát thủ lạnh lùng có xuất hiện không? Với khả năng hiện tại của anh, đối với tôi chỉ là gánh nặng. Hơn nữa còn có Lý đại ca nữa. Nếu hắn tấn công anh, tôi sẽ càng bất lợi hơn. Tôi thẳng tay mở cửa xe và bước xuống. Bộc Thành vẫn do dự một lúc. Tiên sinh cẩn thận. Sau đó Bộc Thành khởi động lại xe, nhấn mạnh ga và biến mất trên đường. Khả năng của cậu thật làm tôi bất ngờ. Âm thanh của người đeo mặt nạ vẫn còn khàn khàn, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Sao nào, sợ rồi? Tôi nhíu mắt cười. Cậu đã từng biết khả năng của tôi. Sao nào chúng ta đã từng gặp? Tôi chỉ nghe nói. Lúc này người đeo mặt nạ vẫn giả bộ bình tĩnh. Hai người bắt đầu tấn công, hai người như sao băng lao vào nhau. Họ đã chiến đấu hàng trăm hiệp. Sau đó, nghe thấy âm thanh xương gãy và tiếng rên cùng một lúc, người đeo mặt nạ bay thẳng ra ngoài, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tôi đột nhiên ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, khuôn mặt không kìm được cảm xúc. Hóa ra là cô ta, cô gái đã khiến tôi chóng mặt lần trước. Trong tâm trí tôi, đột nhiên hiện lên một khuôn mặt quyến rũ và tinh tế, liền nhanh chóng che mặt bằng tay áo. Mùi hương này dù không thường xuyên ngửi thấy, nhưng cảm giác vẫn rất đậm. Lần đầu tiên là ở con hẻm ngoài quán rượu, lần thứ hai là trong nhà máy dệt đó. Quá muộn rồi, một âm thanh lạnh đến xương sống vang lên. Chỉ thấy trên con đường đen tối, một người phụ nữ kiều sa từ từ đi tới. Người phụ nữ cầm một chiếc ống màu đen, dưới chiếc ống đen là cái mũi thon dài và đôi môi tinh tế như thiên nga, ai cũng có thể thấy. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng đi của cô, thanh thoát tào nhã, mọi động tác của cô ấy dường như đều tự nhiên và sống động, hoàn toàn tự nhiên. Thật sự là cô, tôi tràn đầy ngạc nhiên. Dù chưa nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi đã nhận ra ngay, chính là cái người tại quán rượu đã dùng kế mê hoặc tôi. Không sai, lâu rồi không gặp, Hà tiên sinh có khỏe không? Người phụ nữ dịu dàng nói. Cái ông trên đầu cô cũng bật lên, lộ ra một gương mặt quyến rũ tinh xảo. Khi cô thấy tôi bị thương, điệu bộ thậm chí cũng trở nên căng thẳng. Ây da, Hà tiên sinh, anh bị thương à? Đối với các mưu mẹo của cô thì tôi biết lắm rồi. Tôi vẫn giữ vẻ đề phòng nhìn cô ta. Nếu cô dám tiến thêm một bước, tôi sẽ giết anh ta. Giết đi, hắn có liên quan gì đến tôi? Tôi quan tâm đến anh, không phải anh ta. Cô gái cười khẽ một tiếng, bước chân không ngừng, chậm rãi tiến tới. Anh, tôi cảm thấy chân mềm đi. Không còn cách nào khác, cơ thể tôi tụt xuống đất. Hà tiên sinh, anh có sao không? Cô gái ngay lập tức chạy đến nhanh chóng, một tay đỡ tôi, một tay cầm ống che mưa cho tôi. Tôi đã kịp thời che miệng mình rồi. Hơn nữa, bây giờ trời đang mưa, làm sao có thể bị trúng thuốc của cô? Tôi lên tiếng đầy nghi ngờ. Anh chỉ chú ý che mùi thôi, lại quên che mưa rồi. Người phụ nữ cười nhẹ đáp. Trong khi đó, tôi lại cười đắng. Tôi chỉ quan tâm che mũi mình, nhưng không ngờ sương mù tan kết hợp với nước mưa. Bây giờ tôi mới biết tại sao cô ta vừa qua nói đã quá muộn. Hóa ra là tôi đã trúng thuốc của cô ta. Tôi đã rơi vào tay các người. Tôi biết mình đã đến ngõ cụt, nhưng trước khi chết, tôi muốn biết cô rốt cuộc là ai. Hà tiên sinh, nếu hôm nay tôi không giết anh, thì sau này anh có giết tôi không? Giết cô có lẽ tôi không thể, nhưng đánh cho mẹ cô không nhận ra, tôi vẫn có thể làm được. Đừng làm ồn nữa, mau lên, giết anh ta xem như nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Người đội mặt nạ bây giờ bị thương nặng, không cách nào xử lý được người phụ nữ này, buộc phải nhắc nhở một chút. Tôi đã nói anh ta sẽ chết, nhưng không phải hôm nay. Người phụ nữ đó xách tôi lên, chạy qua bên đường với tốc độ rất nhanh. Sau đó, người phụ nữ ném tôi vào ghế sau. Hà tiên sinh, tôi đã cứu anh một mạng đấy. Tôi không cần anh trả ân cứu mạng đó, nhưng anh không được phép chạy đâu. Nếu không, tôi sẽ chặt đôi chân anh, cho anh sống trong trái tim tôi. Sau khi nói xong, cô ta không nhịn được cười, nhưng trong đôi mắt đen quyến rũ đầy ý nghĩa sâu xa. Bây giờ, sự sống của tôi nằm trong tay cô. Cô có thể nói cho tôi tên cô không? Người phụ nữ nhìn lên gương chiếu hậu, giọng điệu mang đầy mềm mại. Anh gọi tôi là Hoa Hồng là được. Hoa Hồng, tôi có thể hỏi, cô định dẫn tôi đi đâu? Và cô định làm gì với tôi? Vào lúc này, tất nhiên là tôi sẽ đưa anh về để xử lý vết thương, sau đó tắm nước nóng với anh và ngủ với anh. Lúc này, tôi bất lực thở dài một hơi, không biết người phụ nữ này sẽ hành hạ tôi như thế nào. Cuối cùng, Hoa Hồng đỗ xe trước một ngôi biệt thự tại ngoại ông, rồi cô kéo tôi ra khỏi xe. Tôi mơ mơ màng màng để Hoa Hồng dẫn dắt tôi lên tầng trên. Sau đó, Hoa Hồng ném tôi lên ghế sofa ở phòng khách và thoa một loại thuốc lạ lên cơ thể tôi. Nhà máy dược hồi sinh, loại thuốc này không phải là loại thuốc tôi cung cấp cho cơ quan quân sự à? Sao cô có thể có nó? Anh nói vậy, tôi mới nhận ra, thảo nào cái tên nghe quen quen. Hồi sinh đường, nhà máy hồi sinh, hóa ra đều do anh mở à? Thuốc này cũng do anh phát minh hả? Không sai, mắt Hoa Hồng lập tức sáng lên, cười khúc khích.
Tiểu đệ đệ, cậu thật có tài. Chị gần như không thể giết cậu được nữa. Con tôi thì giả vờ đáng thương nói. Nếu cô nhất định muốn giết tôi, liệu có thể cho tôi một lời thỉnh cầu cuối cùng không? Cho phép tôi gọi điện cho người tôi yêu, người anh yêu có tốt hơn tôi. Nam nhân các anh không phải có mới nới cũ à? Làm sao anh có thể nghĩ đến người anh yêu khi ở cạnh tôi? Cô thật sự đẹp đấy, nhưng người yêu tôi đẹp gấp đôi cô. Tôi không tin anh nói vậy để trêu tôi, hâm ưm. Ánh mắt của Hoa Hồng mềm mại, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Tiểu đệ đệ, cho dù người yêu cậu có đẹp đến mấy, cậu cũng chán rồi phải không? Chỉ cần cậu từ bỏ việc gọi điện cho cô ấy, chị sẽ sẵn sàng ở bên cậu cả đêm, có được không? Không hứng thú, tôi nhìn cô ấy một cái mờ nhạt và đáp trả nhạt nhẽo. Nhưng cơ thể của tôi lại thật thà. Buộc phải nói, người phụ nữ này thực sự như thiên thần rơi xuống. Tôi liếc cô ấy một cái, máu khắp người đang sôi lên. Hoa Hồng mày nhọn, cười mỉa mai, không ngờ cậu lại một lòng một dạ. Đừng gọi điện thoại, viết thư đi. Đợi cậu chết, tôi sẽ tự tay giao thư của cậu cho người cậu yêu. Cùng lúc này, Bộc Thành đã đưa Lý Thiên Hữu về nhà. Rồi anh ấy đợi ở cổng chung cư rất lâu. Khi không thấy tôi trở về, anh ấy liền gọi điện thoại cho Lý Khải. Lý ca, tình hình bên anh sao rồi? Đã rút lui, có một người đi qua, nhóm người đó lập tức rời đi. Cảnh sát đã hiểu rõ tình hình nên để chúng tôi rời đi. Cũng không hỏi nhiều, xem ra họ cũng không muốn điều tra sâu hơn. Khi anh quay về, có thấy Hà Tiên Sinh không? Hà Tiên Sinh, anh ấy không theo cậu đi à? Ngữ điệu của Lý Khải đột nhiên thay đổi. Chúng tôi bị một cuộc tấn công trên đường. Anh, làm sao anh có thể bỏ Tiên Sinh lại và đi? Ngữ điệu của Lý Khải đột nhiên trở nên tức giận. Tôi sẽ quay lại tìm Hà Tiên Sinh ngay. Tôi sẽ đi cùng anh. Sau khi họ đến nơi xảy ra sự việc trên đường, không còn bóng người nào trên đường. Hà Tiên Sinh, Lý Khải trở nên hoảng hốt, nhảy xuống xe và hét lớn xung quanh. Nhưng trên con đường trống trơn không có bất kỳ phản hồi nào. Khuôn mặt của Lý Khải trở nên hoảng loạn. Một người đàn ông gan dạ đến thế, lại khóc như một người phụ nữ. Chúng ta lên xe, tiếp tục tìm kiếm dọc theo con đường. Lúc này, Giang Yến đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đang đắp mặt nạ, liên tục nhìn ra cửa. Giang Yến, sao điện thoại của Gia Vinh không gọi được? Diệp Thanh Mi bước ra từ phòng ngủ, ngữ điệu hết sức hấp tấp. Có lẽ hết pin rồi. Giang Yến nhìn đồng hồ trên tường, kim đã chỉ đến 12 giờ. Trong tâm trí vẫn rất bình thản. Khi trước tôi tham gia tiệc tối, cũng đã quay trở về muộn như thế này. Nhưng muộn đến mấy, tôi cũng sẽ về. Cô ấy nghĩ hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc không chú ý tôi sẽ đột ngột mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ kêu lên, "Giang Yến, em chưa đi ngủ à?" Nhưng đáng tiếc đêm nay cô ấy không đợi được. Khi đó, điện thoại của cô ấy reo lên, là Lý Khải gọi đến. Mặt cô ấy tươi tỉnh lên và bắt máy. "Hello, Lý đại ca, tôi đang muốn hỏi anh. Gia Vinh sao vẫn chưa trở về?" Anh ấy đã nhận được thông báo từ Bộ Y tế, được gọi đi cấp cứu cho một người quan trọng từ tỉnh khác. Sẽ trở về sau vài ngày. Lúc này, ngôn từ Lý Khải trở nên vững chắc. Cố tình nói dối. "Ồ, đi cấp cứu à?" Giang Yến lập tức cảm thấy ngạc nhiên. "Đúng, đi cấp cứu đột xuất. Quên cả điện thoại ở nhà." "Ừ, vậy tôi không lo nữa." Giang Yến không thể tưởng tượng được, lúc này tôi đang bên cạnh cùng với thú dữ.